Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày hôm nay của Ban Việt ngữ đã ai cho tự do với những nội dung chính sau đây. Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam đã tiếp nhận hồ sơ của đơn vị đại diện cho ngành sản xuất tháp điện gió trong nước yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại từ Trung Quốc. Mạng báo Công Thương loan tin ngày 14 tháng 8 cho biết đơn vừa nêu được tiếp nhận hôm 25 tháng 7 và đến ngày 9 tháng 8 Cơ quan điều tra xác nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam về phòng vệ thương mại. Trong thời hạn 45 ngày tính từ ngày hồ sơ được xác nhận đầy đủ và hợp lệ, cơ quan điều tra sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương nhằm xem xét tiến hành điều tra hay không điều tra vụ việc. Cơ quan này đề nghị những doanh nghiệp trong nước sản xuất kinh doanh tháp điện gió cung cấp thông tin về công suất thiết kế, sản lượng từ năm 2019 đến năm 2022 ý kiến của công ty về vụ việc, tài liệu, chứng cứ liên quan khác. Hạn chót cung cấp các thông tin vừa nêu là ngày 31 tháng 8 tới đây. Một nhóm hơn 30 thanh niên có độ tuổi từ 17 đến 25 vừa bị bắt giữ vì hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại hơn 30 tỷ đồng. Trang thông tin của Bộ Công an hôm 14 tháng 8 loan tin này. Vụ bắt giữ được cho biết sẽ ra vào 7 giờ sáng ngày 4 tháng 8 vừa qua. Khi hơn 100 công an thuộc công an thành phố Bắc Giang, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng cảnh sát cơ động và một số đơn vị nghiệp vụ khác thuộc công an tỉnh Bắc Giang đã đồng loạt kiểm tra 7 căn hộ của một khu chung cư cao cấp thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và hai địa điểm ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Công an phát hiện 37 người bị cho là có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cầm đầu bởi một thanh niên sinh năm 2002. Theo thông tin từ bộ công an Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của những người bị bắt tại căn hộ chung cư và thu giữ 28 bộ máy vi tính, 31 thiết bị phát sóng internet, 43 điện thoại di động các loại, 18 thẻ ngân hàng, 61 thẻ phim điện thoại và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án. Những người bị bắt giữ bị cáo buộc đã dùng thủ đoạn thu mua các tài khoản Facebook ảo rồi dùng các ứng dụng trên nền tảng internet để chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác trên Facebook, tập trung gửi đăng quảng cáo vào các hội nhóm cho vay tiền, giải thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh trong ngày. Hiện, công an Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ 31 người và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày 29 tháng 8 tới sẽ đưa ra xét xử vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với một nhóm người Trung Quốc bị cáo buộc có hành vi dùng thẻ ngân hàng giả để quẹt vào các máy POS tức là máy thanh toán cà thẻ để chiếm đoạt tiền theo trang tin đài tiếng nói Việt Nam hôm 14 tháng 8 nhóm người bị đưa ra xét xử gồm Wang Sa Minh sinh năm 1989 ở Hồ Bắc Trung Quốc Miao Fa sinh năm 1985 ở Phúc Kiến Trung Quốc Miao Song Song sinh năm 1982 ở Phúc Kiến Trung Quốc và Đào Thị Thu Hiền sinh năm 1984 ở Bồ Đề Long Biên Hà Nội Wang Xiaoming được xác định là người cầm đầu nhóm và thạo về công nghệ thông tin. Người này kết hợp với một người Trung Quốc khác là A Hán, là người có khả năng lấy cấp thông tin thẻ tín dụng của nhiều người, nên đặt vấn đề với Wang Xiaoming. Cụ thể, A Hán sẽ cung cấp các thông tin về thẻ tín dụng. Wang Xiaoming dùng các thông tin này thông qua máy POS để chiếm đoạt tiền. Số tiền chiếm đoạt được sẽ chia theo tỷ lệ Wang Xiaoming 60%, còn A Hán hưởng 40%. Quang Sao Minh bị cáo buộc đã đi đường mòn bằng tường ở Trung Quốc sang Cao Bằng, là Việt Nam và mang theo máy tính sách tay có chứa phần mềm sao chép, nhập dữ liệu thẻ, máy sao, nhập dữ liệu thẻ ngân hàng và các phôi thẻ ngân hàng. Đào Thị Hiền bị cáo buộc đã thu gom các máy POS, MPOS để Quang quạt thẻ giả chiếm đoạt tiền hai người Trung Quốc khác được A Hán điều sang Việt Nam để giúp nhóm này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền. nạn nhân của nhóm này là những chủ thẻ tín dụng có quốc tịch Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đã để lộ thông tin về thẻ tín dụng cho A Hán nắm được. Theo cáo trạng, từ tháng 8 năm 2020 cho đến tháng 1 năm 2021, nhóm đã chiếm đoạt hơn 8,9 tỷ đồng từ các nạn nhân. Sài Gòn Glory, công ty bất động sản với các dự án văn phòng, khách sạn, chung cư lớn tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chậm thanh toán 5.000 tỷ đồng cho 5 lô trái phiếu mà doanh nghiệp này đã phát hành từ năm 2020. Lý do được đưa ra là những khó khăn trên thị trường tài chính, giao dịch bất động sản. Truyền thông nhà nước hôm 14 tháng 8 cho biết, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX mới đây ra công bố văn bản của công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Glory về việc chậm thanh toán lô trái phiếu có giá trị 1.000 tỷ đồng. Đây là số trái phiếu công ty phát hành ngày 28 tháng 7 năm 2020 và đáo hạn vào ngày 28 tháng 7 năm 2023. Lý do mà doanh nghiệp đưa ra là thị trường tài chính, thị trường giao dịch bất động sản diễn biến không thuận lợi. Doanh nghiệp chưa thể triển khai kế hoạch kinh doanh của dự án nền, chưa thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đúng hạn so với kế hoạch. Trước đó, Sài Gòn Lori cũng nhiều lần chậm thanh toán tiền gốc trái phiếu vào ngày 12, 19 và 22 tháng 6 vừa qua khi tiền gốc và lãi của ba lô trái phiếu khác phát hành vào năm 2020 đáo hạn. Vào giữa năm 2020, Sài Gòn Lori đã phát hành 10 lô trái phiếu có mã thứ tự từ SGL 2020.01 đến SGL 2020.10 với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng để phát triển dự án. Các lô trái phiếu do Sài Gòn Lori phát hành có kỳ hạn 3 hoặc 5 năm. Tổng số tiền thanh toán lãi cho các lô trái phiếu từ lúc phát hành tháng 6 năm 2020 tới tháng 6 năm 2023 lên tới 3.086 tỷ đồng. Sài Gòn Glory có vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng và là công ty con do tập đoàn Bitexco sở hữu vốn 100%. Thị trường tài chính bất động sản Việt Nam hiện đang gặp nhiều khó khăn vào khi một loạt các chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực này bị bắt giữ từ năm ngoái đến nay với các cáo buộc như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ đã cho từ giờ hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook OFA Tiếng Việt.